Chào bạn nhé. Hôm nay sau mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái loại hộp để lắp cầu chì nha các bạn. Cái loại hộp này thì dây của nó rất là to các bạn. Loại này là dây khoảng 2.5 đấy. Dây này, đây các bạn nhìn này. Đấy, hộp của nó đây, chân kim loại đây. Bên mình bán cả hộp cầu chì chống nước hay cầu chì thủy tinh, và hộp cầu chì thủy tinh đều có hết các bạn nhé. Còn về các cái thông số cầu chì, loại cầu chì hai chân này, thì các bạn chọn trong phần lựa chọn sản phẩm nhé. Đây mình giới thiệu và giới thiệu hộp đi. Thì cầu chì lại hộp đen này, đây là loại vàng trắng, trắng vàng. Cái loại này thì nó có chỗ để các bạn lắp dắt cái cầu chì dự phòng ở bên cạnh này. Còn hộp cầu chì đen này các bạn có thể ghép nhiều cầu chì vào với nhau. Đây nó có cái rãnh để ghép lại nó như này này. Đấy. Bạn đã quan tâm thì có thể đặt hàng cho shop mình nhé. Hộp này thì lắp vừa với cả cầu chì loại to nha các bạn nhé. Loại nhỏ cũng lắp được nhé. Cảm ơn các bạn.